Da mà nó sẹo nhìn mặt nó dữ ha. Mình đi làm, mình đi đâu, mình làm gì nó cũng cần cái ngoại hình nó da nó láng láng xíu, nhìn nó cũng tự tin, lại nó cũng thuận lợi hơn cho công việc cuộc sống của mình ha. Vậy